Theo thông báo chính thức áp dụng chính sách thuế mới vào hôm 1 tháng 5, tổng lượng tiền thuế VAT mà Trung Quốc thu vào đã đạt mức cao kỷ lục ở con số 1,85 tỷ nhân dân tệ. Theo hệ thống mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 của Trung Quốc, thì chế độ thuế áp dụng trên doanh thu được thay thế hoàn toàn bằng chế độ thuế VAT đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, tài chính và dịch vụ tiêu dùng. Chính sách thuế mới này được kỳ vọng là sẽ giúp doanh nghiệp Trung Quốc tiết kiệm được khoảng 500 tỷ nhân dân tệ trong năm 2016. Vào hôm thứ Ba, 71.900 doanh nghiệp đã phát hành 466.700 hóa đơn VAT với tổng trị giá là 1,85 tỷ nhân dân tệ. Đây là một bước tiến quan trọng của chính phủ Trung Quốc trong lộ trình định hướng nền kinh tế phát triển theo hướng dịch vụ. Chế độ thuế mới cũng được đánh giá là phù hợp với thông lệ quốc tế và hiệu quả hơn khi tránh được việc đánh thuế hai lần. Thuế VAT mới chỉ tính trên khoản giá trị gia tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất lưu thông đến tiêu dùng.